có 3 cái loại tội phạm có tăng. Một là tội phạm buôn người, xảy ra tất cả là 4 vụ, tăng 2 vụ. Nguyên nhân chính là do một số các cái đối tượng trước đây bị buôn bán sang Trung Quốc, bây giờ để về dụ dỗ các cháu để đi để bán sang Trung Quốc. Đối tượng xảy ra chủ yếu là các cháu thuộc địa bàn miền núi, và thủ đoạn là nói rằng là đi tìm việc làm với cái mức lương rất là cao, từ đó đưa các cháu sang Trung Quốc để bán. Đề nghị bà con cử tri ở các huyện miền núi quản lý chặt chẽ con em mình và không nghe theo những cái chuyện dụ dỗ để con em đi lao động ở những nơi mà có thu nhập cao. Đấy là thủ đoạn của bọn buôn người. Một cái tội phạm thứ hai xảy ra tăng, đó là tội phạm cố ý gây thương tích, xảy ra 144 vụ, tăng 32 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Vì nguyên nhân của tình hình này là một là do bột phát, cái thứ hai là lo lịch chuẩn trong cái nhân cách của lớp trẻ. Tuy nhiên, để ngăn chặn tình hình tội phạm này, đề nghị bà con cử tri chúng ta thực hiện cái câu ngạn ngữ một sự nhịn chín sự lành, giải quyết mâu thuẫn không nên bằng bạo lực, và chúng ta tìm cách khác chúng ta giải quyết có lợi hơn. Cái tội phạm thứ ba mà đại biểu quan tâm đó là tội phạm đánh bạc tăng. Nguyên nhân của tăng đó là một là công ăn việc làm mà chúng ta không có, thứ hai là một bộ phận tâm lý của nhân dân ta cũng thích cái trò đỏ đen đánh bạc. Và một cái nguyên nhân rất quan trọng đó là pháp luật của chúng ta càng ngày càng nới lỏng cái hành vi đánh bạc này ra. Báo cáo với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là luật hình sự năm 1999, tài điều 248 quy định là đánh bạc với tang số là 2 triệu đồng trở lên là khởi tố xử lý bằng hình sự. Bây giờ luật 2015, tài điều 321 quy định là phải 5 triệu trở lên mới xử lý bằng hình sự. Như vậy là càng ngày luật càng nới lỏng ra thì vấn đề tâm lý đánh bạc nó vẫn diễn biến phức tạp.